Let me tell you something, Darla. I'm not like those guys. I'm in touch with my feminine side. Savage, classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty. Ok, thì cạnh này mình định làm một pha để hù dọa Sammy nhưng mà... Ok, hello, chào mừng là Sammy ăn nho và chào mừng video của mình và... What the hell? Ok các bạn, thì lại trở lại một video gọi là vlog hay là một cái gì đấy của mình thôi. Thì dắp sau thì gọi là mình đã có làm video gọi là thức tới 1 giờ sáng. Thì đấy, thì dắp sau thì có một số bạn xoay cho cổ vô, nhức đầu quá. Thì gọi là cái video đợt trước là cái video gọi là thức tới 1 giờ sáng của mình, thì có một số bạn gọi là yêu cầu gọi là chị ơi hãy thức đêm tới 2 giờ sáng đi. Hay là đấy, thì dắp sau thì mình sẽ tiếp tục với một cái mốc mới. Và hiện tại thì cũng đã gọi là 11 giờ 48. Hai tụi mình sẽ quyết định thức đêm tới 2 giờ. Đây coi như là một mốc mới của mình vậy. Ok, bây giờ thì bắt đầu. Và bam! Ok, thì cạnh này là tụi mình đang chụp thumbnail. Và yeah, nhạc lên. Mình không hiểu tại sao Sammy lại quyết định ăn cái đống đấy trong khi mình chưa review luôn á. Sam ơi, thiệt luôn. Và bạn vẫn còn ăn. Thiệt luôn. Đoán của em mà. Hello hello, là tôi đây. Ok, thì và Sam vẫn quyết định ngồi ăn tiếp. Và trong khi tôi đang ngồi quay clip này. Really? Sam ơi, đừng ăn nữa. Ok, là mình đây rồi. Thì hôm nay mình có chuẩn bị một cái Nintendo Switch và mình rất thích chơi nó. Và đây một đồ ăn gọi là ngũ cốc nhá. Và đây đó gọi là khoai lang chiên và gọi là gì ta, khô gà. Yep, rất là ngon luôn. Và trời, đưa cho bà mặt bà tươi sáng như là trời, như mặt trời mới nở luôn á. Ok. Ok, ngũ cốc này thì phải ăn kèm với sữa, nhưng mình thích ăn gọi là không hơn. Khá là ngon mà cũng khá là giòn nữa. À, nghĩ tới cũng thèm nữa. Ngon. Làm gì ta? Ok, thì hello mọi người. Và tới đây tôi sẽ review cho các bạn dàn PC màu hồng của tôi. Thì mình biết là mình đã review rồi, nhưng mình muốn review lại cho những bạn nào chưa biết thì mình sẽ review. Thì có một số bạn hỏi mình là ủa em nhớ chị thích màu xanh mà, tại sao chị thích màu hồng, và tại sao chị để mọi thứ màu hồng của chị bảo chị thích màu xanh mà. Tại vì mình thấy nó dễ thương. Giới thiệu các bạn luôn. Và đây, chiếc dép bắp cải màu hồng của tôi với Sukuta luôn. Và có cả Nintendo Switch nó cũng màu hồng luôn. Đấy, hơi bị cuồng màu hồng luôn á, bởi vì nó dễ thương mà, đúng không? Nhá, khá là cô ta. Và cạnh này Sammy quay cho mình và có một sự cố khá là mắc cười. Thật ra thì mình chỉ định cầm cây dao lên thôi, ăn nó bay cái nắp nên không có gì đâu. Hãy coi chừng tôi đi, hãy sợ tôi đi, coi chừng tôi đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ review với các bạn cái tủ đồ toàn gọi là cái bông và anime của mình. Ta da, đấy. Và giúp sau. À, đây nè, light stick của mèo Simi. Thật ra thì cái này mình chỉ làm cho vui thôi, chứ thực sự mình cũng không có định bán đâu. Vì là cái này chỉ làm cho vui để ngắm mà, chứ cũng không có định kinh doanh light stick riêng đâu. Đấy, ta da, màu hồng nè, siêu cô tay luôn. Ok, đây là một cảnh MV rất là chuyên nghiệp các bạn ơi. Ok, cạnh này mình sẽ chơi Nintendo Switch thôi. Đó. Và đây là một số cạnh mình chơi game. Ta-da! Pop. Thật sự là bây giờ hai tụi mình thật sự đang rất là buồn ngủ luôn á. Nhưng mà thử thoát thì ông mấy bạn thấy luôn ra. 2 giờ sáng thì ngủ thôi mọi người ạ. Đâu nè. Ok, và chào mừng các bạn trở lại với chương trình đắp mặt nạ cùng Sammy Đào. Và Sammy đang ngồi pop pop và Sammy đang cố gắng lột cái mặt nạ ra. Và bé, mình xuất hiện như một con ma vậy. Ok, không sao.
và gấp sau mình sẽ gỡ kính ra, mình sẽ đưa lên đầu. Và đây, mặt nạ. Công nhận là cái này nó lạnh thật sự luôn các bạn ơi. Và mình sẽ đắp lên mà. Lạnh. Các bạn ơi, mình đang đắp núi tuyết lên mặt tụi mình. Oh my god. Ok, và sau khi hai tụi mình đã định hình được thì tụi mình đắp xong. Và ta da. Về cho nối từ không? Ok, nối từ. Rồi, từ từ. Từ tốn. Tốn tiền. Tiền bạc. Bạc phận. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Ai? Ai oán? Oán đời. Đời sống. Sống gió. Sống gió, gió biển. Trời ơi, nói một hồi mặt nạ nó cứ kiểu nó cứ tuột dần nó cứ... Đi cầm rồi mấy. Em rất là khát nước, bây giờ ai sẽ là người lấy chai nước? Cho tôi xin. One, two, three. One, two, three. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ hứa nhận các bạn cách uống nước trong lúc đắp mặt nạ nha. Uống như công chúa của chúng rừng rồi mọi người. Đó. Ok. Mặt nạ mọi người nhìn nào. Mặt nạ xin rắc quê. Ôi mắc cười. Sao mặt nạ mình đắp rồi, như kiểu đắp này. Trời mắt có khuôn dễ sợ luôn. Xin đắp là tù. Tù. Trời nhìn nào. Cháu sợ chắc vậy là kiếm gì làm thôi. Hay lau nhà nhỉ? Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi lau nhà. Let's go. Mình sẽ đọc chuyện nha mọi người. Và đây là một phân cảnh không hiểu sao Sami lại quay cái bản bằng Sami vào. Nhưng mà giáp sao mình sẽ đưa lên video. Và đây góc nghiêng thần thánh. Và đây góc thẳng. Ok, thì sau một hồi lúc thì mình cũng không biết làm gì, mình lại quyết định đi giặt áo quần. Thực ra thì mình chỉ ném áo quần vào gọi là máy giặt, sau đấy mình sẽ các kiểu thôi, chứ không phải là giặt áo quần. Ok, thì đây là máy giặt của mình. Đấy, mình sẽ ném áo quần vô, mình sẽ bỏ đồ giặt vào, mình sẽ bấm tít tít. Rồi, done. Ok, và cạnh này mình sẽ quét nhà. Và sau khi quét nhà thì mình sẽ đi lau nhà. Đấy, vâng, một cô cũng, vâng, như các bạn thấy một con khủng long màu hồng đang quét nhà rất là tâm tư. Đấy. Ủa sao mình bây giờ mình để ý là căn phòng mình cái gì cũng màu hồng luôn các bạn ơi. Ok, một lúc chiêu nhạc bắt đầu. Và đây là khuôn mặt của mình sau khi đắp mặt nạ gần cả mười mấy phút. Ok, thank you, next. Ok, xin giới thiệu các bạn cách mà Simi lau nhà 2020. Và cách lau nhà của mình nó khá là đặc biệt, tức là mình sẽ cho một chút gọi là chất lau nhà, xong mình sẽ ngồi vò cái cây lau nhà. Đấy, mình biết là nó hơi khác người nhưng mà mình thấy nó thơm nên mình làm thôi. Đấy. Ok, và bây giờ mình sẽ cùng bỏ cái đồ lau nhà vào cái cây lau nhà. Và sau khi bỏ vào xong thì chúng ta sẽ lau nhà. Đấy. Đó, khá là simple. Và ta-da. Hello. Ok, bắt đầu lau nhà thôi. Không biết cạnh này mình có nên cho một chút nhạc Latin vô, một nhạc kia đấy cho mình lau nhà cho nó chiêu nhỉ. Chứ cạnh này cũng toàn lau nhà, cũng chả có gì đâu. Thật sự luôn á. Nè. À, lau nhà đi, yeah. Ok các bạn, thì yep, so bây giờ là chắc cũng khoảng là mới 1 giờ mấy thôi. Nhưng mà Sami đã gục ngã trước cửa thiên đường rồi mà mình cũng vậy nữa. Không biết sao lần này hai tụi mình quay hai tụi mình rất là mệt. Sao kiểu cứ, bởi vì trong quá trình quay thì đã mệt rồi, còn tới 1 giờ tụi mình sắp xỉu luôn á. Đấy, thì mình nghĩ chắc là thử thách này mình đã bị fail rồi. Oh my god, mình rất là xin lỗi mọi người rất là nhiều. Thì yep, so nếu bạn nào có thử thách gì cho mình thì các bạn cũng đừng quên vào động phía dưới mình biết nha. Chứ cái thức đêm này tôi chịu không có nổi. Tại sao mình lại nhai cái bịch ni lông vậy? Ok, thì các bạn ơi, sắp tới hiện tại là heo team sắp mở
gọi là một cái buổi fan meeting siêu to khi khổng lồ. Thì các bạn cũng đừng quên theo dõi trang gọi là Facebook cá nhân và các cả kênh YouTube. Mình sẽ đặt link đăng ký gọi là fan meeting ở dưới phần comment để cho các bạn vào lấy và các bạn sẽ đăng ký nha. Đấy thì yep, so chắc là mình nghĩ mình cũng nói như này thôi, mình cũng chẳng biết nói gì hơn. Còn bây giờ thì chúc các bạn một buổi tối thật là tốt đẹp. Và các bạn thi xong chưa? Mình nghĩ chắc cũng thi xong rồi. Bye bye nha. Mình biết là bây giờ cũng hết clip rồi, nhưng mình phải bye bye cho hết clip chứ bây giờ mà để dư thì các bạn tự mình bị câm. Bye bye. Anh em tao không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng, nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài, tương lai dù sai vẫn không nói phiền. Chỉ cần động một thằng bọn tao thì bảy mũi lao còn lại đồ chiến. Dù anh ti có luôn soi mói thì anh em tao vẫn chung một thuyền, vì đó là cách sống anh em bọn tao. Dẫu thất bại thì vẫn đi cùng nhau, không bỏ ai ở lại phía sau. Tiến lên phía trước cùng số 8.